Còn chủ điền chưa tới nữa. Rồi vô đây cầm đi đi, vô cái lên YouTube luôn ơi. Một, hai, ba, vô. Quay xong mới quay ngược. Vô. Thầy chứng minh những tội lỗi của con đang làm. Quay ông thầy dính vô. Thầy đang chứng minh. Nếu mà có cái gì đó thì nó thầy ông chủ trương. Thầy điểm 1, 2, 3 lần này. Đứng quay vô. Tới là thầy ngồi chứng minh cho nhậu bữa gặp mà chết luôn. Vậy thầy bị chung sức luôn. Úc nè. Về là bị chung sức luôn. Không mà làm đừng có đụng tới tôn giáo nguy hiểm lắm. Thôi đừng có đụng tới mấy ông thầy tội nghiệp. Vậy sao mày ở bên hoài vậy? Trời ơi, đi qua liền đi ông ơi. Vợ mẹ ở đây nó nóng dữ lắm rồi đó. Nó nói không điện hết rồi đó. Đủ mặt hết trơn mà không có mày. Tại vì ông không muốn lên đó chứ không phải ông muốn lên nè. Nói không? Nghe nó nhận không? Tôi nói làm gì làm, dắt chịu đừng để vợ nó giận nha mày. Kỳ thị á, kỳ thị á, hỏi kỳ thị cái gì? Dắt mà qua 12 giờ mà để vợ nó giận rồi là mệt lắm á. Cho một măng nữa hả? Trời ơi, dưới này ta có rồi. Dưới này có đủ hết trơn rồi.